hai con giáp giàu hết phần thiên hạ, 5 ngày trước Tết Nguyên đán, phát tài, đổi vận. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả thì mới tìm thấy được sự an yên, sung túc, trời sinh, mỗi người một số mệnh. Vì vậy, trong mỗi năm sẽ có những người gặp được may mắn và bên cạnh đó cũng có không ít người gặp phải thất bại. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ bước sang một năm mới Tân Sửu 2021. Nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều người đang loay hoay với những trăn trở mà không biết phải giải quyết vấn đề theo cách nào. Tử vi học còn nói rằng trước thềm năm mới, cụ thể vào những ngày cuối năm 2020 sẽ có hai con giáp có vận may lượn ngược dòng. Họ sẽ bất ngờ gặp được quý nhân. Những người này sẽ giúp họ tìm được hướng đi may mắn trong tương lai. Không những thế, may mắn liên tiếp khiến cho tài lộc ngày càng hưng vượng. Trước Tết Nguyên đán, cuộc sống sẽ bất ngờ, thăng hoa rực rỡ, đổi vận phát tài. Vậy đó là con giáp may mắn nào, có những cơ may nào sẽ đến với những con giáp này? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm hiểu video ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Xin chúc mừng tuổi Mùi là con giáp may mắn, được lộc trời cho, trúng vào 5 ngày trước Tết Nguyên đán năm 2021. Tháng 12 âm lịch là thời điểm người tuổi Mùi bứt phá mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Đây là thời điểm tinh hoa đất trời tụ hội mang đến nhiều cơ hội mới cho con giáp tuổi Mùi. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh trong thời điểm này sẽ cực kỳ hanh thông. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước, nguyên lệnh lâm quan đới cho thấy đây là lúc thích hợp để bản mệnh đứng trên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình và giữ vững những suy nghĩ tích cực, đồng thời xác định mục tiêu một cách chân thật, rõ ràng. Chắc hẳn bạn sẽ đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cụ thể sự thành công của tuổi Mùi trên các phương diện như sau. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp. Quan đới cho thấy công việc của người tuổi Mùi có nhiều bước phát triển ấn tượng, đặc biệt là với những người vừa bước chân vào xã hội, vừa thay đổi nghề nghiệp và những người đi theo con đường công danh, sự nghiệp. Bạn sẽ nhanh chóng thích nghi với những môi trường làm việc và sẵn sàng phát triển với mục tiêu rõ ràng nhờ có tinh thần hăng hái và phấn chấn. Bạn không ngại tiếp xúc với khó khăn, trắc trở gặp phải và dễ dàng gây ấn tượng với người lãnh đạo. Hãy chủ động trong công việc, đừng ngại ngùng khi mới bắt tay vào việc gì đó. Những người xung quanh bạn như bạn bè hoặc đồng nghiệp sẽ giúp đỡ bạn hết mình. Bên cạnh đó, sự độc lập, tự chủ sẽ giúp bạn luôn ở vào thế chủ động, không bị bất ngờ hoặc phụ thuộc vào cái nhìn của bất kỳ ai. Tuy nhiên, với những người có chức cao, vọng trọng hoặc làm lâu trong một công việc gì đó có thể trở nên bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, hoặc không có chí tiến thủ, thậm chí là chậm chạp, trì trệ trong việc thích nghi với những xu hướng mới. Thiên ấn cho thấy, nếu bạn muốn đạt được những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp thì cần không ngại thay đổi, làm mới bản thân. Ngoài ra, nếu có việc liên quan đến học tập, thi cử, bản mệnh cũng sẽ đạt được những kết quả tích cực nhờ có quan đới và thiên ấn phù trợ. Điều bạn cần làm vào thời điểm này là nghiêm túc ôn tập, phát triển bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng không được chủ quan lơ là để xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc. Để sự nghiệp được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi được những hung tinh, hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ.
Bên cạnh đó, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bạn phát triển trong mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về phương diện tài lộc. Tử vi tài lộc của người tuổi Mùi 5 ngày trước Tết cho thấy sao tốt nhân đức phù trợ khiến bạn có thể kiếm được những khoản thu khả quan, nhưng chủ yếu nhờ vào những công việc làm thêm hoặc những mối làm ăn nhỏ. Những người làm ăn lớn muốn thu được lợi nhuận lớn cần phải cẩn thận trước khi đưa ra quyết định, bởi không phải bất cứ khi nào mở rộng kinh doanh đều sẽ nhận được những khoản lời lãi như mình mong muốn. Thời điểm này cần chú ý nhiều hơn đến các tiểu tiết. Tiểu tiết nhiều khi quyết định sự thành bại trong kế hoạch kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, bản mệnh có thể yên tâm rằng mình sẽ không rơi vào cảnh làm ăn thất thoát hoặc mất tiền vì những lý do không đâu. Bạn giỏi trong việc tính toán những việc nhỏ nhặt và quản lý chi tiêu. Một khi tiền đã bỏ vào túi là đảm bảo sẽ có cách đầu tư xác đáng. Ngoài ra, trình ấn phù trợ cho tất cả những người không làm ăn, kinh doanh cũng sẽ thu về được một khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Chỉ cần bạn không ngừng cố gắng phấn đấu, chắc chắn cấp trên sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và trao cho bạn một phần thưởng xứng đáng. Thời điểm cuối năm, bạn có một cuộc sống khá dư dả, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc tiết kiệm, thiếu thốn. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ ba, về phương diện tình cảm và gia đạo. Người độc thân do quá tập trung vào công việc mà quên mất đi chuyện yêu đương, đường tình duyên không có dấu hiệu khởi sắc. Hơn nữa, bản mệnh vốn là người mạnh mẽ và là người độc lập, nên vào thời điểm này bạn không cảm thấy việc có một người ở bên cạnh để san sẻ những niềm vui, nỗi buồn là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng không nên sống quá khép mình với mọi người xung quanh. Dù việc yêu đương là việc không quá cần thiết thì bạn cũng có thể mở rộng các mối quan hệ của mình, hoặc có thể làm bạn khiến cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn, hoặc là người chỉ đường, dẫn lối, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý trong tương lai. Còn với những người đã lập gia đình, tình cảm giữa bạn và nửa kia có vẻ dần trở nên lạnh nhạt. Bạn thích dành thời gian cho sự nghiệp hoặc những thứ vui tiêu khiển hơn là trò chuyện với người ấy. Bạn cần phải thay đổi suy nghĩ của mình, bởi nếu cứ tình trạng tiếp diễn lâu dài thì gia đình khó mà yên ấm hoặc hạnh phúc. Để kích hoạt đào hoa, người tuổi Mùi hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải những mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ tư, về phương diện sức khỏe. Thời điểm 5 ngày cuối năm, tình hình sức khỏe của người tuổi Mùi không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần, phấn chấn khiến bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn và sẵn sàng bắt đầu, bắt tay và thực hiện những kế hoạch trong năm mới. Do bạn cũng không nên lao động quá sức, khiến cho cơ thể hoặc tinh thần rơi vào tình trạng vất vả lâu ngày. Có thể khi còn trẻ, bạn chưa cảm nhận được tác động xấu mang lại, nhưng mà khi có tuổi, bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Cơn sát may mắn thứ hai được kênh Phong Thủy Gia Cát nhắc đến trong video ngày hôm nay, đó là tuổi Tý. Bản mệnh được báo danh trong sổ tài lộc, được thần tài điểm mặt là con giáp may mắn thứ hai. Tuổi Tý có được may mắn, đại cát tài lợi, khiến cho thiên hạ ghen tị. Nhìn chung mọi thứ đều hanh thông, làm gì cũng thắng lợi, công việc có chính quan giúp đỡ. Tuy công việc cần di chuyển nhiều, tất bật, vất vả, nhưng thu về thành quả tương xứng. Đặc biệt là phương diện tài chính, thứ tài dồi dào gặp nhiều may mắn về tiền bạc như có thưởng nhiều, đòi được nợ, lấy lại số tiền tồn đọng, kinh doanh buôn bán, gặp được thời, phất lên, phát đạt nhanh chóng. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp. Thời điểm cuối năm, tuổi Tý có dịch mã động tinh. Có thể bản mệnh phải dịch chuyển, đi lại nhiều nên cảm giác vẫn tất bật như thường. Có khi còn vất vả hơn nhiều so với thời gian trước đó, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, cảm nhận khá thư thái mà vẫn đạt hiệu quả công việc tốt. Thời điểm này phù hợp để bản mệnh lập kế hoạch mục tiêu mới, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người để mưu cầu đại sự. Xem tử vi người tuổi Tý còn có chính quan ví như bề trên phù trợ sẽ rất có lợi để phát triển công danh, sự nghiệp. Ngoài ra, việc kinh doanh buôn bán thời điểm cuối năm khá thu hút với nhiều mặt hàng mới mẻ, khiến không khí nhộn nhịp, khiến bản mệnh bỏ túi không ít tiền của.
tiền bạc lúc nào cũng sùng sình. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về phương diện tài lộc. Phương diện này khá lý tưởng, ngoài công việc chính, bạn còn có thể nhận được vô số may mắn từ thứ tài và hoại tài. Các khoản thưởng nóng về doanh số cuối năm, các khoản nợ cũ lâu ngày được hoàn trả, hay đơn giản là bốc thăm trúng thưởng, chơi vé. Bốc thăm trúng thưởng, chơi vé số, tất cả đều gặp may mắn, kinh doanh buôn bán, nhận về những đơn hàng tới tấp. Hàng về rồi lại xuất ngay, tất bật là thế nhưng tiền đổ ảo ảo vào túi chính là phần thưởng xứng đáng cho bản mệnh. Để kích hoạt tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Tý hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ và phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong những thời gian tới. Thứ ba, về phương diện tình duyên, giả đạo. Trong thời điểm cuối năm Canh Tý, giả đạo của tuổi Tý rất hài hước, gia đình yên ấm, hôn nhân khá viên mãn. Năm hết Tết đến, dù mọi người có bận rộn nhưng đều thông cảm cho nhau, dù có mâu thuẫn xảy ra cũng chín bỏ làm 10, cho qua hết mọi chuyện, không khí trong nhà, ngoài ngõ đều vui tươi rộn ràng. Thứ tư, về phương diện sức khỏe. Thời điểm sắp Tết, con giáp tuổi Tý cần chú ý đến việc ăn uống tiệc tùng, có thể do việc tạo lập mối quan hệ xã giao hay liên hoan tất niên. Ăn uống không được điều độ khiến cơ thể có tình trạng ì ạch, trì trệ, tiêu hóa gặp khó khăn hay cảm thấy mệt mỏi, uể oải khi phải di chuyển, vận động nhiều. Ngoài ra trong thời điểm này, nam mệnh cần hết sức chú ý về vấn đề an toàn giao thông, tránh tình trạng rượu bia, say xỉn mà vẫn lái xe, rất dễ dàng xảy ra tai nạn bất ngờ, nguy hiểm đến tính mạng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.